Chào các anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện một cái phần gọi là kiểm tra các cái yếu tố của một file trước khi chúng ta tiến hành việc xuất phim in ấn. Thì các anh chị các bạn, chúng ta đã tìm hiểu rồi, trong cái phần bình bản trước khi in ấn thì chúng ta sẽ phải dàn trang sản phẩm. Và sau khi dàn trang sản phẩm xong đó các bạn, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra một số các yếu tố trước khi chúng ta xuất cái file đó để chúng ta đi in, được không các anh chị các bạn? Chúng ta tiến hành kiểm tra. Và thì các anh chị các bạn thấy rằng trong mỗi một phần mềm khi chúng ta thiết kế sẽ có những tiêu chuẩn, những cái tiêu chuẩn in đó các anh chị các bạn thì hầu như là giống nhau. Những tiêu chuẩn kiểm tra, anh cần kiểm tra cái gì, các bạn sẽ cần kiểm tra cái gì làm những cái gì thì hầu như là đều giống nhau. Nhưng trong mỗi phần mềm sẽ có những cái chức năng khác nhau để thực hiện, có thể là thay đổi tên chức năng hay là về đặt ở trong cái vị trí nhóm menu lệnh nào đó khác nhau, được không các anh chị các bạn? Nhưng những cái từ ngữ chuyên dùng và những cái yếu tố để kiểm tra một cái file in thì tương tự là như nhau, bởi vì chắc chắn cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải tiến hành in ấn nó các anh chị các bạn. Chúng ta cũng sẽ tiến hành in ấn nó. Như vậy thì các anh chị các bạn thấy rằng trong mỗi phần mềm nó khác nhau. Và ở đây các anh chị các bạn, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện một số cái yếu tố kiểm tra một file in trên cái phần mềm Corel cho các anh chị các bạn. Thì trong, nếu các anh chị các bạn có thiết kế bằng phần mềm AI, Illustrator hay là phần mềm InDesign thì cái việc kiểm tra các cái tiêu chuẩn nó cũng tương tự như vậy. Nó chỉ khác nhau ở các cái chức năng, tức là trong đó, trong Corel kiểm tra cái chức năng, cái yếu tố này bằng cái lệnh này thì trong InDesign sẽ kiểm tra bằng một cái lệnh khác. Nhưng mà cái về cái chức năng, về cái tính chất của nó là giống như nhau. Và như vậy thì ở các phần mềm khác để kiểm tra thì các anh chị các bạn đã tìm hiểu trong phần lý thuyết rồi. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra những cái yếu tố kiểm tra một cái file in trên phần mềm Corel để làm mẫu cho các anh chị và các bạn. Như vậy thì ở đây các anh chị các bạn, ở đây chúng tôi hiển thị lên cho các anh chị các bạn một cái file đã được dàn trang là in ấn cho một cái sản phẩm bao bì như thế này. Một cái file dàn trang in ấn cho sản phẩm bao bì. Và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra các cái sản phẩm, được không các anh chị các bạn? Đây là cái phần yêu cầu bài tập, và đây cũng chính là một số các yếu tố để chúng ta cần kiểm tra. Trước hết là chúng ta kiểm tra các yếu tố về in ấn cho file xuất phim. Phải bảo đảm các chính xác về yêu cầu về in ấn và về thành phẩm, và bảo đảm các tính chất về kinh tế, được không các bạn? Đây chúng ta sẽ kiểm tra cái gì? Chúng ta thể hiện file kích thước in ấn và kiểm tra và xác lập các yếu tố cho file xuất phim. Tiến hành các yếu tố kiểm tra. Đây, kiểm tra cái gì các bạn? Trước hết chúng ta sẽ kiểm tra kích thước, chúng ta kiểm tra hệ màu, chúng ta kiểm tra tag, chúng ta kiểm tra các đối tượng trên bảng 4 màu và kiểm tra tất cả các thông tin về file ảnh. Có thể bên ngoài có thể có một số các anh chị các bạn sẽ có những cái yếu tố kiểm tra khác, nhưng theo chúng tôi những cái yếu tố căn bản nhất chính là những yếu tố này trước khi anh kiểm tra xuất phim. Được không nào? Bước đầu tiên các bạn, chúng ta kiểm tra kích thước khổ in. Ở đây các anh chị các bạn, khổ thành phẩm là khổ 26 nhân 36.5 cm các bạn. Thế nào? Kích thước thành phẩm sau khi trải rộng là 26 nhân 36.5, và chúng ta xác định được cái khổ in của chúng ta là khổ 39 nhân 54 và kiểu in là in trên một mặt. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy, ví dụ như bây giờ chúng ta có cái file đã được hiển thị trên Corel như thế này. Trước hết chúng ta sẽ kiểm tra cái kích thước của khổ in các bạn, chính xác 39 54. Đồng ý không các anh chị các bạn? Chúng ta kiểm tra các cái, tiếp theo chúng ta kiểm tra các cái vị trí đặt các cái bon cắt của chúng ta, các cái ký hiệu cắt của chúng ta coi ra đủ chưa. Đây các anh chị các bạn, chúng ta đặt các cái vị trí cắt, được không các anh chị các bạn? Chúng ta kiểm tra các vị trí cắt. Bước tiếp theo các bạn, chúng ta kiểm tra hệ in, hệ 4 màu, hệ in 4 màu luôn luôn là hệ Semica. Được nào? Ở Corel thì khi các bạn mở ra một cái file mới thì luôn luôn hệ màu mặc định của các bạn là hệ Semica, được không nào? Để kiểm tra các hệ màu, chúng ta có thể chọn cái lệnh file document info này các bạn, được không nào? Chúng ta chọn menu file và chúng ta chọn lệnh document info, chúng ta sẽ kiểm tra các cái hệ màu của đối tượng. Các bạn thấy ở đây là các cái màu fill đều là Semica và màu outline cũng sẽ là Semica. Đồng ý không nào? Chúng ta sẽ kiểm tra những cái màu đó. Nếu các bạn có những cái yếu tố bitmap ở trong cái file ảnh này thì ở đây cũng sẽ
báo động cho các bạn rằng ở đây có những cái đối tượng bitmap và có hệ màu là hệ màu gì để chúng ta biến đổi. Nếu nó là RGB hay là những hệ màu khác thì chúng ta phải tiến hành các thao tác biến đổi ở đây. Đồng ý không các anh chị các bạn? Sau khi chúng ta kiểm tra hệ màu xong các bạn, bước tiếp theo chúng ta kiểm tra tag. Điều hiển nhiên thì chúng ta tránh cái vấn đề là chạy tag khi mà các bạn đem những cái file từ máy này chuyển sang máy khác. Và chắc chắn trước khi chúng ta xuất phim đi thì chúng ta sẽ phải convert tag, được không các anh chị các bạn ha? Chúng ta sẽ chọn tag, chúng ta convert và chúng ta sẽ convert và chọn tag làm hết tất cả cho tới khi nào, khi chúng ta chọn trong cái lệnh document info này, cái phần tag các anh chị các bạn nó đã biến đổi hết toàn bộ các phong, được không nào? Nếu còn phong ở đây thì buộc lòng chúng ta sẽ phải convert các cái tag này đi, chúng ta sẽ chọn lại các cái phong ở trên này. Nếu giả sử như trong một phần nào đó các bạn khó chọn phong thì các bạn có thể chọn cái menu edit và chúng ta chọn lệnh select all, các bạn chúng ta chọn select tag, xem thử trên này còn có các cái tag nào không. Đây báo rằng còn có một số tag chưa convert và các bạn chọn lệnh control q để các bạn convert nó đi, được không nào? Chúng ta convert hết các phong cho tới khi nào cái lệnh document info, cái chỗ tag của chúng ta báo cho chúng ta đã hết các cái tag convert rồi, hết cái tag phong, được không nào ha? Nó như thế này các bạn ha. Kiểm tra phần tag statistics, được không các bạn? Cho tới khi nào nó báo là chúng ta không có còn tag ở trên này nữa, được không nào? Đó thì chúng ta sẽ kiểm tra tag. Bước tiếp theo các bạn, chúng ta kiểm tra cái bảng in 4 màu. Ở đây thì các bạn có thể kiểm tra trước cái file 4 màu của chúng ta, tức là chúng ta có thể kiểm tra trước cái file 4 màu chúng ta, những cái thành phần trong các cái phần in 4 màu. Đồng ý không các anh chị các bạn? Bằng cách là các bạn chọn menu file và các bạn chọn print. Trong cái cửa sổ option này nè các bạn chọn dùng cái kiểu xuất phim, kiểu file xuất đi, dữ liệu xuất đi các bạn, Device Independent Postscript File, chúng ta chọn vào đó. Và các bạn chọn thẻ Separation. Sau đó các bạn chọn Bring Separation và các bạn chọn tiếp vào cái phần Bring Separation in Color. Sau đó các bạn bấm Bring Review thì Corel sẽ hiển thị cho các bạn 4 cái trang ở 4 cái màu khác nhau. Được không nào? Chúng ta có thể kiểm tra các thành phần đối tượng trên này, được không các bạn? Đó là chúng ta cách mà chúng ta vào để chúng ta kiểm tra cái bảng 4 màu, được không các anh chị các bạn ha? Rồi tiếp theo chúng ta chọn thẻ Separation và chúng ta chọn các cái này. Các bạn thấy rằng cái thẻ Separation này nó cũng hiển thị cho các bạn một số các cái yếu tố trong quá trình in, ví dụ như là color là số màu các bạn, order là thứ tự in, frequency là cái mật độ tram đó các bạn, angle là góc xoay tram và overing là giữ hay hủy móc trắng, được không nào? Giữ hay hủy móc trắng. Bước tiếp theo các bạn, đây là cái bảng 4 màu mà chúng ta kiểm tra giống hồi nãy đó các bạn. Chúng ta kiểm tra các đối tượng màu đen có màu thuần. Màu thuần ở đây là sao các anh chị các bạn? Chúng ta nói ngắn gọn thôi, đó là màu đen tuyệt đối 100%. Và nếu các bạn xử lý các cái màu đen tuyệt đối 100% thì buộc lòng các bạn phải hủy móc trắng bằng lệnh overing fill. Đó nào, nếu các đối tượng có một màu thuần khác màu đen, tức là màu xanh cyan, màu magenta, màu yellow, được không các bạn? 60%, 70% khác với màu đen 100%. Ngay cả màu đen các bạn, mà màu đen không phải là thực chất là đen tuyền 100%, tức là đen chồng 4 màu, hoặc là màu xám các bạn, thì các bạn cũng sẽ phải sử dụng kỹ thuật trapping. Được không nào? Thì trong Corel các bạn rất là đơn giản, được không nào? Các bạn sẽ thấy rằng giả sử như bây giờ tôi gõ vô đây một cái dòng text màu đen chẳng hạn, hoặc là tôi vẽ lên đây một cái đối tượng và tôi chọn nó là một màu đen tuyệt đối các bạn. Chúng ta có thể kiểm tra đây nè các bạn. Kiểm tra cái màu đen ở chỗ này ha. Cái màu đen của đối tượng ở đây, thì ở đây chúng ta chọn đây là một màu đen tuyệt đối. Đồng ý không nào? Và bây giờ tôi sẽ tách màu ra để cho các bạn xem thử, tôi kiểm tra bảng 4 màu cho các bạn xem thử nào. Chúng ta chọn menu file, chúng ta chọn print các bạn. Chúng ta chọn dữ liệu xuất. Chúng ta check vào các yếu tố cần thiết và review. Các bạn thấy rằng cái vị trí đen của chúng ta thường nó sẽ bị móc trắng ra các bạn, được không nào? Ha. Tôi sẽ gõ vô đây một cái dòng text cho các bạn dễ hình dung nhé. Ví dụ tôi gõ bất cứ một dòng text nào vào đây các bạn. Được không nào? Đó, tôi sẽ đặt cái dòng text này lên đây. Được không các bạn? Và chúng ta sẽ tiến hành tách bảng màu thử này các bạn.
Đó nào. À, cái dòng text này do cái file này tôi đã đặt cái chức năng overfill các bạn. Nếu các bạn muốn hủy mốc trắng nó đi thì buộc lòng các bạn sẽ phải click chuột phải vào đây và chúng ta chọn chức năng overfill để hủy mốc trắng. Còn nếu các bạn muốn xử lý bằng kỹ thuật trapping thì trong Corel trapping nó sẽ nằm ở vị trí trong cửa sổ separation, được không các bạn? Và phần trapping sẽ nằm ở vị trí này đây. Các bạn có thể sử dụng auto threading và chúng ta trap nó, được không các bạn? À, chúng ta xử lý bằng cái phần trapping như vậy. Bước tiếp theo các bạn, chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các thông tin còn lại của file ảnh. Đó nè, bằng lệnh document info. Chắc chắn các bạn sẽ phải sử dụng lệnh document info để các bạn kiểm tra tất cả các thông tin của file ảnh đều nằm ở đây. Đồng ý không các anh chị các bạn? Và sau khi kiểm tra xong như vậy thì chúng ta có thể chuyển cái file này và chúng ta đi xuất phim để chúng ta in các bạn. Được không nào? Có thể là trong quá trình làm việc các bạn cần phải kỹ lưỡng hơn một chút, kiểm tra các cái thông tin đó, vì trong quá trình in sẽ còn rất nhiều các cái yếu tố ảnh hưởng. Nhưng mà các yếu tố này ở đây tôi làm nhanh bởi vì chúng ta đã được tìm hiểu trong cái phần lý thuyết rồi, được không các bạn? Chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ trong phần lý thuyết, được không nào? Cảm ơn các anh chị và các bạn.